Xin chào các bạn vị Mỗi khi lựa chọn thiết bị thì ai cũng cứ tư vấn Xiaomi rất là nhiều Nhưng mà như thế đều video ấy Nếu mà bạn chọn mua máy mà lại là anti fan của Xiaomi như thế nào Có hai bạn đã lên group vừa hỏi mua máy trong 7 triệu Nhưng phải ngoại trừ Xiaomi Và thậm chí có bạn còn loại trừ luôn cả iPhone cũ Thế mà vẫn có người vào comment Xiaomi chắc là không hỏi hiểu tiếng Việt Nhưng mà không sao Cho video ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu xem với 7 triệu mà không lựa chọn Xiaomi Các bạn thì mua chiếc máy nào tốt và anh em đừng quên truy cập vào các sản phẩm này ở link bên dưới mô tả video tại Hoàng Hà Mobile đã cung cấp Bởi vì trên website sẽ có một số máy ghi trên 7 triệu nhưng các bạn có được tặng phiếu mua hàng dễ nói việc nó sẽ còn dưới 7 triệu một thôi Nếu mà 7 triệu thì xưa nay Xiaomi mạnh nhất về cấu hình các bạn thì tham khảo qua đó là chiếc Honor Play Honor Play với chip Kirin là 970 con chip này thì nếu mà thực sự so trong tầm phần không giá thì mình nghĩ là cái đối trọng của nó là chip 660 trên Mi A2 nhưng bạn đã loại trừ Xiaomi nên thành ra các bạn thì lựa chọn chiếc 970 này với khả năng chơi một số tựa game rất là mạnh mẽ như là PUBG các bạn thể chơi liên quân đó và bạn là fan những tựa game này các bạn thể lựa chọn và với cái sản phẩm của Honor Play thì chúng ta sẽ có màn hình Full HD Plus này và cũng có cam kép và đặc biệt khả năng rung khi chơi tựa game PUBG Mobile nên nếu các bạn quan tâm nhất về vấn đề chơi game thì Honor Play là một sự lựa chọn ok cho mọi người còn ở phần tiếp theo thì cái chiếc Nova 3i là cũng bằng phân khúc giá về chiếc Honor Play và nếu mà các bạn không thích Honor Play bởi vì thiết kế của nó thì các bạn lựa chọn Nova 3i nó cũng có là cửa Bluetooth để nâng cao khả năng trải nghiệm chơi game nhưng tất nhiên là chơi game nó vẫn sẽ kém hơn cái chiếc Honor Play. Bù lại các bạn sẽ thiết kế đẹp, đặc biệt bộ nhớ trong là 128 GB, thao hồ chứa dữ liệu và camera của nó là camera kép và chúng ta khả năng chụp hình cùng kèm với AI. Thế nhưng mà nhiều bạn sẽ không thích các cái sản phẩm này đến từ Trung Quốc bởi vì là kiểu Xiaomi hay là kể cả là Huawei cũng họ hàng chung một quốc gia với nhau Thì các bạn thì lựa chọn Nokia 6.1 Plus Mặc dù Nokia là FND Global và các bạn vẫn cứ ngồi tranh cãi là máy tổ, máy khựa cái gì đó Nhưng nó vẫn mang được một số cái bản sắc của Nokia Thứ nhất là chạy Android One Nhiều bạn không thích các cái máy Trung Quốc bởi vì có giao diện là quá nặng nề, nó tùy biến nhiều Với Android One các bạn sẽ thuần Google mượt mà hơn, trải nghiệm tốt, được update đều đặn Đặc biệt là tại sự kiện của nó là update trong vòng 2 năm nó có chip 636 mạnh mẽ, có thể khả năng chơi game tốt bởi vì trong tầm giá này mà chọn chip mạnh nhất thì 660 hay là 845 của con poco mà các bạn đã loại trừ xiaomi rồi, thành ra các bạn có thể mua chip 636 đến từ nokia 6.1 plus và ngoài ra thì các bạn thể thấy là các sản phẩm khác của samsung như là galaxy z8 thì galaxy z8 này nó thật là mình không phải đề cao quá bởi vì nó màn hình chỉ là hd plus hay là snapdragon 450 nên chắc là mình sẽ không đề cao con z8 này chỉ là sự chọn thứ yếu nếu bạn là fan samsung còn các bạn thì lựa chọn như oppo f9 thì oppo f9 là 7690 nhưng tại hoàng hà trừ giá thì các bạn thì xuống còn dưới 7 triệu đồng. Với OPPO F9 các bạn sẽ có con chip là MediaTek Helio P60 khá là mạnh mẽ con chip này thì chơi game sẽ kém hơn về khả năng tương thích so với 636 nhưng mà GPU mạnh nó có cái uh, tai rất là đẹp tai ở màn hình hiển thị và màn hình Gorilla Glass 6 sản phẩm này người ta có công nghệ sạc nhanh vốc là cái điểm mạnh của nó và còn lại mà nếu bạn không ngại đồ cũ thì mình có thể recommend đó là iPhone SE 16 gb CPU nhưng chắc là cũng không có bạn nào muốn mua con này trừ khi các bạn nữ là kiểu là muốn mua máy nhỏ gọn thôi màn hình đã nhỏ lại còn 16 g nên mà nó không thuộc cái sự ưu tiên hàng đầu của mình và chúng ta thể lựa chọn 6s plus 32 g cũ hoặc 64 g thì cái mức giá này lại cao hơn 7 triệu đồng nên mà mình chỉ đưa vào để thêm option cho bạn lựa chọn chứ mình không ưu tiên đối với yêu cầu của bạn này là phân khúc hẳn là 7 triệu đồng thì như tuy nhiên 6s plus thì các bạn được cái màn hình to pin khỏe chơi game tốt và ấn tượng nếu mà quan tâm nhất về khả năng chơi game thì ngoài lựa chọn chip 660 của Mi 2 hay Poco Phone 845 thì con chip của Apple thì có khả năng chơi game và tương thích ngon nhất. Như thế là nếu mà bạn nào là anti fan của Xiaomi thì sự lựa chọn các bạn bây giờ chỉ còn đến với lại nhà sản xuất của Huawei với lại cái chiếc uh, Nova 3i hay là Honor với lại cái chiếc Honor Play và cũng như là các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm như là iPhone Line New đảm bảo với cái hiệu năng trải nghiệm bất thường ngon lành. Còn nếu không là Nokia với con chip Snapdragon 636. Đấy là cái sự lựa chọn của mình trong phân khúc đúng tròn 7 triệu còn thứ ra xuống nữa thì cũng còn một số lựa chọn khác hoặc là cao hơn thì anh em suy nghĩ sao về những sản phẩm này chứ còn nếu mà máy cũ thị trường nhiều lắm lúc đó mình sẽ lựa chọn các máy như là V30 cộng chẳng hạn là máy cũ mình sẽ ưu tiên hàng đầu cho con này ở phân khúc 7 triệu nhưng mà đây là bạn cần là máy chính hãng thì anh em hãy cho thêm các ý kiến các bạn về một số sản phẩm và mình cũng rất là thích cái con x 2 nhưng mà cũng khó mua quá x 2 cũng là một sản phẩm tuyệt vời nhưng khá là khó mua với ít hàng và các bạn đừng quên truy cập vào link bên dưới thằng giá bán chi tiết tại Hoàng Hà Mobile với cung cấp các cái sản phẩm này tất cả các máy đều có những có cái chương trình giảm giá đặc biệt cho các bạn để có mức giá tốt hơn là dưới cả 7 triệu đồng so với thay vì cái yêu cầu của các bạn và để lại câu hỏi để chúng ta xuất hiện trong số tiếp theo sau rồi ông này lại chốt một câu ý. thực ra có nhu cầu của mình chỉ là xem youtube lướt facebook thế thì con quái nào cho mua được